thấy rồi, thấy bụi chỉ rồi. Con gần ở đây. Trời nó bắt câu à, bắt câu là gì đó. Cảm ơn đi xa, gặp cái đi kìa. Nhà đâu đi, đâu đi xa thôi. Về cỏ để hôm nay nó khô queo. Lâu rồi không có chiến, giờ nó khô rồi. Giờ chia ra hai thầy trò người ngủ, người cục. Nhưng mà thấy hiệu quả nha. Nhắc ma, hai cái trò nhắc ma. Ê, 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 anh nhìn kìa, anh nhìn kìa. Đó, nó gà trống rồi đó, thấy gà trống chưa? Bây giờ thì anh Hùng anh đi xuống dưới này nè, anh đội cái ụ cỏ đó anh đi, nước sống mà ạch ạch chỗ này nè, dễ uống nước bằng lỗ mũi dữ lắm luôn á. Là khi mà lại gần tới nó cái mình mập sát vô á, cái lỗ mũi mình kê gần gần nước á, cái lượng sống nó làm cái thạch lên, cái bắt đầu cái mình trong quá trình mình đang hít vô á, hít thở mà hít vô cái hít luôn nước, nghe cái hít cái là thấy xong rồi đó. Mà sặc nước không dám sặc nữa, bị gần tới nó mà sặc cái thì coi như xong luôn, không coi như bỏ. Rồi bị gì hoài luôn. Mình cũng có trải nghiệm rồi cho nên mình mới biết cái này gần. Thật nước uống nước bằng lỗ mũi. Nó thì hiện tại đang đứng đây nè. Ok. Nhìn thấy thương ghê không? Đang đứng ở trên cái đú. Nó tính mổ nó xé cái đú để nó ăn bắt cá nó ăn á. Bây giờ thì đặt công nước mình giờ đi tới đây vậy nè. Đó. Sóng gió nhấp nhô thì theo như mình đi với anh Hùng á, đã ba mùa nước rồi thì cái kinh nghiệm là khi mà sóng gió như thế này nè thì nó nào ngay bất lợi con cái là mình uống nước bằng lỗ mũi thì nhiều, nhưng mà được lợi thế con cái là rất là dễ tiếp cận được nó, khi gặp trời sóng gió là dễ tiếp cận được, vịt lai lắm.
Rồi cháu đi hướng bên kia không biết sao nữa, mình cũng không rõ nữa. Giờ thì mà mình chia sẻ hình ảnh anh Hùng đi vô trong này thôi. Trong kia có cái chòi hoang, chòi đó người ta bỏ rồi. Mình về nhà hết rồi, tới nào nước giật xuống người ta mới lại thở, xả lúa. Nó cũng còn ở khá là xa ha, từ gầu cỏ đó qua tới bên này cũng 30-40 mét. Cái ụ cỏ trôi lên rất là nhanh ha. Cả nhà thấy phía bên phải là cái ụ cỏ kìa. Từ từ đi qua kìa. Đánh xiết 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 qua luôn kìa. Chắc còn tầm khoảng cỡ 10-20 mét vậy đó. 10 mét đó. Còn chừng 10 mét. Hồi hộp. Nó đang chu cái đít qua bên anh Hùng. Cơ hội. Ê, nó quay cái đầu qua rồi. À. Hồi hộp. Chưa thấy cái mũi chĩa giơ lên. Thấy mũi chĩa rồi. Sóng quánh nhiệt quá. Rồi xong rồi nha cả nhà. Dính này. Nó rồi. Đặt công nước mình làm rất nhanh ha. Còn bên phía anh Châu để mình quay qua cho anh Châu coi đi tới đâu rồi. Đi tới đây rồi nè. Hình như là đi vô nó vô trong này hay gì nó biết. Trong này có con nè. Đang đứng trong bờ kinh luôn rồi. Con này khó à. Con nhỏ đi vô bờ kinh khó à. Tìm cách để đi rồi. Thì mình quan sát con trâu vô đây có làm được con này không. Thấy con này thôi có bộ độ siêu khó. Ghép cây lục bình vô. Chở theo cây lục bình theo kìa, bộ lục bình kìa. Đó. Lục bình thấp thấp kìa. Nó thì bây giờ nó đi lại tới chỗ này rồi nè. Nước thì hơi thấp thấp. Hồi hộp. Này hồi hộp nha. Bây giờ vô tới rồi đó. Sống quá cả nhà ơi. Đâu rồi? Thôi nó đi lại tới đằng này à. Nó đi cuộn cuộn hoài à. Kìa nó chột kìa. Nó nhột hồi lại ngay mũi chĩa con trâu luôn giờ. Đang đi à, cái ụ cỏ thì ở đây nè. Phất cái cục lục bình này rồi, nó nằm ở trong này nè. Bây giờ thì mình chỉ có chờ thôi. Trong đó đó. Thấy chớp cánh là mình lụm đó. Hy vọng là sẽ mời em về đội được em này rồi. Ở trong cục lục bình đó rồi. Tự nhiên đi vô trong đó cái mình hết thấy luôn. Đó thấy gà đó. Đó đi á. Rồi nó bay rồi. Nó bay lên này rồi.
con này cà chớn nè, con này nó cà chớn nè, nó bay qua đây nè, đó, nó bay qua đó nè, đứng đó ra. Đâu có, con trâu giờ đi qua cũng gần tới rồi, hình như cục lục bình này nè, nè 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 nè, gác chẻ lên cục lục bình. Chưa thấy cục lục bình tới, cục lục bình nè 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 nè, cục lục bình trôi tới đây nè, từ đây lại nó cũng tầm khoảng cỡ 4-5 thước gì nữa. Hồi hộp nha, anh Hùng thì ảnh bắt dính con rồi, còn trâu bên này không biết làm sao, chưa ở trơn, hồi hộp nó đã bay qua một cái rồi, giờ nó bay qua đây nó cà chớn nó đậu lại nữa, kè 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 cà chớn kìa, nó cà chớn này lại cái bên này kìa. Rồi, rồi xong. Bay dữ vậy. Rồi, chỉ là thầy trò làm dính hết trơn hai con. Con này nó cà chớn rồi. Cũng được rồi, hai thầy trò được hai con rồi, hai thầy trò ăn đi, mình nó không. Cục cỏ đơn giản thôi ha, cái mà lớn à. Cục bình thường mà làm nên lịch sử ha. Căng cục bự, bự chi, nó cái này bự quá nó cảnh giác vô. Nhỏ nó nói cái gì á ngộ cái gì cho trôi lình phình lình phình nó không có ngàn tới nữa. À cả này nước giật mà cuốn nước cây gai nữa chứ không, là sống 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 nó mạnh đó, sống thằng mà. À, nó dập vô nó mũi như là cái hực hực. Bữa nay hai thầy trò của anh Hùng gặp gặp đấu thủ đặc công này mới đó nè, này bằng cái cây chỉ rút luôn hả vậy nè, chứ không có phải mà bằng cái cây như của AK của anh Hùng. Trời ơi, thấy rồi, chỉ sụp búp nè nè, hai mũi ba mũi vậy nè, bự nhà ná luôn nè. Đặc công nước là sử dụng bằng chỉ sụp búp nhưng mà làm được chùm ở phía sau lưng nha, đó hay không, kéo ở phía sau kìa, rồi rồi đầu nhúng nhích kìa. Thôi để mình qua anh Hùng coi, anh Hùng có gặp được con nào chưa không biết nữa. Bữa nay hai thầy trò gặp đối thủ, đối thủ này hơi nặng ký á. Đặt công nước của mình thì hiện tại ở chỗ này nè, kiếm vòng vòng nó trốn vòng vòng chỗ này nè, mới gặp không nữa. Vô cỏ bây giờ ốp vô sát vô trong lục bình nè, nhưng mà ở đây mình gọi là không có thấy gì hết á, nó trốn trong này nè. Vịt lai này nó hay quá, bây giờ thì trời nó chớp cánh thôi chứ biết sao giờ, thấy chớp cánh lên là biết ha, dính. Không thấy luôn đâu rồi.
nè, dính rồi nè chứ. Dính mà không hay biết luôn á. Giấu vô áo ha. À, gà đang ra đây à. Một bụng sệ luôn nè, ngồi nó rớt bây giờ nè. Con này nó mê ăn, đi quá đi. Bỏ lợn bãi. Hồi hộp. Chứ này không biết làm sao đây nữa. Tới rồi kìa. À, nó bên này, nó ở phía bên cái giếng bên kia. Cái đường lưới bên kia. Đưa chẻ hơi khó. Đúng là đưa chẻ cũng hơi khó nha. Máy chạy tới nữa, tranh thủ để máy tới là gọi xong luôn. Ồ, hên nó không bay kìa. Hồi hộp quá. Quá căng thẳng. Anh lại đó, anh chậm ngay đó luôn rồi. Còn nó thì nó đứng cái bên, nó ngóc cái đầu cao lên nó nhìn. Anh đi ngay nó luôn rồi kìa. Ở đây mình thấy ngay cái bên vậy chứ không phải đâu. Chỗ đó vẫn còn xa. Nếu mà bà làm được thì anh làm mà. Dễ gì mà có cái vụ mà để đứng nó nhìn chơi đâu. Cực kỳ căng thẳng. Nó còn đang rượt, rượt cá đó.
anh đi qua hơi xa luôn rồi. Qua đó chắc anh lọn vô núp trong đường Lục Bình cấp mé Bờ Kinh á. Dính rồi đó. Dính rồi. Ở đây cũng có một đợt công nước đi nữa nè. Anh Hùng thì đổi ụ khác hơn, anh này anh đổi ụ khác hơn. Lại tới anh Hùng rồi. Anh đặt công nước như này là thuộc dạng hàng nặng nha cả nhà. Mấy con mà nhạn nó bay trên trời mà anh chửi. Anh đập súng luôn nha, nghe cái ầm, anh đập cây nghe cái ầm luôn á. Nó cho tụi bay. Ừ, báo con của anh bay luôn. Chính rồi, chính rồi đó. Chính rồi. Giữ đi. Ảnh bóp đường xa luôn. Bây giờ kêu cỏ rượt theo rồi. Anh em mình cũng tắm rửa sạch sẽ hết trơn, thay đồ lên trên chiếc giỏ ngồi và chuẩn bị gì nè. Ở đây thì có bữa nay mình có khóm nè, có xả nè, ba dĩa này vịt lai, còn dĩa này là thủy quái cá lậu kiến. Mình đã lọc da xong, còn cái này lai nữa là bữa nay mình được 2 mâm vịt lai 4 con. Ở đây thì có ớt nè, rồi rau sống. Nên là mình sẵn làm nấu gì. Khóm thì mình hấp khóm đi. Xì vậy hả? Có khóm bữa nay thì mình ôm khóm ha. Rồi mình tính lên nấu canh chua cá sấu mà thôi nghỉ đi. Rồi mình hấp vịt lai hấp khóm đi. Rồi còn cá sấu đó mình muối chả ớt mình nướng. Có xả nè, xả lát là mình sắc xả ớt ra mà mình nướng chung với nướng nó ha. Khóm này có cái sao quá, tại đó là chưa có khóm. Sao không lấy cái dao bự, lấy cái dao nhỏ gọt không? Thằng ơi. Lấy cái dao mà bén nè. Ôi là, đâu bén được, nó thuộc dạng cứng, dao bự mới được. Nếu mà nó lục quá ta liếc vô trong cái bè vỏ kìa. Ở đầu gối cũng được. Liếc sao nó liếc nè. Liếc cái này mà bén là sợ anh luôn á. Bén chưa? Khóm này chua à. Vịt lai mà mình ôm khóm này chắc có lẽ là nó sẽ rất là mềm. Tại vì nó hình như là nó làm cho thịt mấy cái thịt kia nó cũng vẫn mềm bình thường đó thôi. Rồi mốt cái người ta ôm khóm. Có cái sắc chua. Cái bắp được người ta xé ra ha, cạp. Tưởng tượng. Ngồi tưởng tượng. Chậu thì lật vào cái rau nè. Còn sống để lát rồi mình ăn ở đầu nướng. Ngay phụ đi rồi gặp tới thủ. Thôi bỏ đi. Con ông anh ông làm giống như chị xà búp. Trời ná. Quán chị mà quán chị bảy. Đây quán chị đây quán chị bảy mà bố coi nhập chữ mờ. Mình đi làm cái xấu. Làm vậy không đụng hàng với anh ơi, chứ để mà nói ấy chi một giống mà cái nói anh đổ thừa nói là bắt trước. Cảm
này ta không ta này nó không bắt trước, ta làm riêng ra. Người ta bắt sao? Ta độc quyền phân khối là ta chơi chữ 7 á. Mình ôm khóm này thì mình sắt theo kiểu nào ta? Sắt cộng dài hay là sắt kiểu phanh nhỏ? Lấy cái cồi ra không? Cồi lấy đi. Chấm muối à. Bây giờ mình sắt dẹp hả? Rồi cũng được. Luôn ha. Cái này chắc đem chén muối ớt ra để xử luôn cho rồi đi. Đấy trướng mặt quá. Thấy hơi trướng trướng rồi đó. Lên màu ha. Bây giờ thì mình đã cho một miếng sa tế vô nữa, mình trộn lên luôn. Đây, được con cá chạch cơm, con này nó uống nu thù nu. Cá chạch mình để con. Đi săn dịch lại đạp chín rồi, nó để con luôn cho còn. Ai đồng mình coi vậy mà coi có còn cá chạch câu năm đó. Cá chạch còn nhiều quá chưa hết đâu. Thì mình sẽ cho một miếng sa tế vô. Bắt đầu mình khui nắp ra gì cái mình đậy lại. Sục lên xuống. Ta sục nó ra cho nó đều ha. Thôi cắm nãy thôi, ta sục trước đi rồi ta hãy khui. Khui trước đi rồi gì cái mình đổ ra luôn hả? Đó. Rồi thấm vô bà xã. Lên màu đi, ngon ha. Hết sảy luôn. Còn bơ muối ớt mình sẽ để vô miếng nữa. Quá đẹp. Cá mình hụt. Phải miếng rồi ra sao? À, trời. Ngoài cái nhà có muối ớt rồi hai thầy trò làm luôn. Quíu quíu. Rồi cả nhà nghe. Đã. Rồi khỏi hết luôn. Ăn hồi hết còn nữa cháy. Đó, vậy là mình lấy muối ớt vô cho mình trộn. Này đã tới mình có ớt vô á. Ớt ớt á. Rồi nó thấm vô đây nè. Nó thấm nó ra chắc muối đều luôn. Cái này thì mình sẽ chờ một chút xíu nữa là mình sẽ nướng. Còn lại thì bây giờ là mình sẽ bắt bếp lên mình làm bên Vĩnh Lai mình ôm khóm. Sắp rồi. Lên mấy miếng. Heo quá. Cái này là mình sắp ở dưới một mớ, còn lại một lát mình để lên trên hay là để dưới hết ta? Để dưới hết đi rồi trên hết. Khóm này là chắc có lẽ là thích con vịt lai nó sẽ kiểu với kèm theo ớt nữa. Phải mình đừng hai miếng để vừa đủ đây luôn ha.
ăn hai miếng thấy mấy ông bà hàng bệt. Giờ ăn thêm mấy miếng nữa cho nó còn vòng trong. Này là trứng cá lục kiến, bỏ vô lên lục khóm luôn. Này là ớt, bỏ vô dưới cho nó bùng hơi lên. Này rồi ở trên cho mình bùng hơi xuống. Để vô cái miếng thịt bò, để vô đó, miếng thịt đó. Hết sảy nữa, miếng dày cùi ha, nặng quặc quặc. Một lát thì ba cái xí quách này chắc có lẽ là mình để phía bên trên ha. Đúng rồi. Còn mấy con kia bự thì mình để phía bên dưới. Rồi bây giờ thì mình sẽ đưa mấy xí quách vô luôn. Tùy theo món mình nêm trước cái nêm treo. Cái món này phải nêm trước. Biết chưa không? Mình hấp khóm á, là cho hơi khóm nó lên á, là cái xương nó mềm. Rồi cái đường tiêu muỗng nước mắm nè, nêm từ ban đầu á, nó sẽ thấm vô luôn. Hát lên. Rất là thơm. Đây là muối, mình nổi keo. Muối để 20 muỗng. Muối mình nổi nguyên keo gì nè. Đó. Mình thẳng nêm nó từ từ. Để muỗng chứ không có muỗng đâu nghe, có nửa muỗng à. Một dùng trùng chứ để vô muỗng mà chứ không có là nhiều. Dùng 3 muỗng vô. Ngăn 4 muỗng đi. Để cho nó rượu ra bớt. Cà no. Cà no là 2 muỗng. Mình để cho một ít cà no, ít hạt nêm mà. Rồi xong. Bây giờ thì mình sẽ cho lên lửa. Nước. Để gì hấp là cháy nồi đó. Nước lọc ở nhà hiệu công ty ở nhà. Vậy là ok được rồi ha. Lên đó. Không cần anh nước nhiều như vậy đó. Nào nó sắc xuống cái mình thêm chắc xuống thêm nhận cho. Ba cái dịch là cho nó liền. Cháy được hay. Bây giờ làm hù hù à, gió quá gió giờ mình phải che. Ê cái bên này mà bằng chọn nghe nó lăn một cái là xuống sông này với kinh nha anh. Kinh sâu nha anh, trên ruộng bây giờ còn ngập nước lũ. Lăn xuống cái là rồi mò nổ lỗ tai luôn. Khoảng 7 mét nước á. Nó 7 mét hơi quá rồi ha. 7 mét nước thì trên ruộng chắc gì cũng từ 3 mét nước. Cần cháu còn miếng dán nè. Làm tao làm có 3 miếng nằm đây tới 4 miếng dữ à. Còn chờ mấy tao chừng gió chứ. Nó dài. Nè, lấy miếng dừng gió. Rồi đó, không kính thư luôn. Im ta. Gió luôn. À, bây giờ thì mấy anh em mình vậy đó, ở trên đồng nước á thì gió máy hù hù vậy nè. Còn đây cái lỗ để giò nó có kẹt cái giò che lại nữa nè, ngay cái lỗ này nữa nè. Vậy là chắc ăn nhất. Quép lửa không chắc ăn. Sụ che lại rồi. Này thang có rồi. Trong trời nãy giờ nhờ gió mạnh nè. Chắc này gió ủng ủng lên luôn. Không cái đeo cái dĩ luôn. Cái này mình phải cần có một cái miếng dán mình che này. Hiện tại bên ngoài gió rất là lớn. Cả nhà xem kìa. Ở trên ba lá chuối là tươi ở trên luôn. Ở trên nó chưa mềm. Mình nhớ lại nha. Động lên. Lý do sao mà mình biết ở trên nó không mềm biết. Tại lý do ở trên nó chưa tới nước chưa tới. Ôi, gà này.
chấm muối ai thử. Mấy con nằm ngập ngập ở phía bên dưới thì nó ấy hả? Nó mềm xèo chứ. Nó đủ, đủ nước. Bây giờ mình sẽ dọn nó lại. Chà, cá đầu kiến chín là xin ăn cá sấu bữa thịt cá sấu giờ nó kiếm 5-10 ngàn ký nữa. Mùa đó thì nó hơi mắc nha, cô nó dễ mà. Cô ăn kiếm cũng có ăn, cô là cũng một chống cô bên trời là có cá không kiếm ngày mà. Ở ngày. Nó xuống giờ dưới kinh nữa thì mình dễ bắt hơn. Còn mùa nước thì nó lan ở trên đồng ruộng nè, rồi khó lắm, khó bắt nó. Còn cá lục kiến thì mình ăn theo mùa. Bán dịch lai cũng gặp nó này. Nó xô đi kêu ăn em đi anh, ăn em đi. Rồi ăn ăn ha. Nó có tè à. Rồi ra cạnh nha. Rồi, em nghe. Xong là cái phọc có chơi rồi nè. Em nghe. Có lý à. Rồi dính lửa luôn rồi, rồi rồi rồi. Nó ngậm đuôi đũa mình rồi. Chơi cậy, chơi ngậm đũa bạn. Chơi cái này cầm đi coi, cạp đã lắm. Lấy tay. Cái này sao nó lỏng lên. Nó mềm sập luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho nó xuống ha. Hay là chờ. Chờ đó đi, mình tắt lửa đi. Để về cho nó nóng. Khoảng cỡ 5 phút nữa bên này cũng chín rồi. Rất là nhanh. Đó, chữ đè. Đó, chữ đè. Chữ đè. Đó. Nè. Chữ đè nè, chữ đè nè. Đó luôn. Chữ thiên cho nhỏ, chữ đè cho bự nè. Đè, hỏi nè. Ông đè thì cũng bự. Còn tài tài bông nhỏ tử tiên là ông tài tài, chữ đẻ là ông đẻ. Ông tài tài ông đẻ ngồi kế bên, ông tài tài là chữ tiên. Bữa nay mấy này mình đi chỉ được có 4 con. 4 con này có ăn nấm rồi đấy. Này có không có ăn dụng nhưng mà nó không biết có ăn dụng không, khẽ miếng miếng đi nha cho nó hao đi. Rồi bữa nay mấy anh em mình nữa đi làm đặc công nước bắt được có mấy vịt lai, mình cũng có chuẩn bị được 2 món ha. Ở đây thì mấy con cá lau kiến mình nướng xả ớt. Này thì vịt lai, mấy vịt lai 4 con. Này thì mình ôm khóm, cho ôm khóm ha, được 2 dĩa nè. Rau sống, chai với 3 cái ly. Rồi mời cả nhà cùng cơm với lại gai lương xương mấy anh em mua sinh mình quê của mình nha. Cả nhà xương xương cùng buổi trưa anh em mình giờ mình nghỉ cho buổi chiều rồi, giờ là thế cũng tới chiều mình tính buổi trưa đi. Anh em mình làm cũng này là có 2 món cá sấu nướng và vịt lai thì mình ăn khóm. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mới vừa mà đẩy 100 em ơi.
qua đây. Nãy chưa làm nữa thấy chấm muối vậy. Trứng vịt lai. Nè ấm khóm nè, chỉ có khóm có ớt luôn. Đó. Khóm nó ngọt. Ớt nó cay, cắn nguyên cái. Đó. Coi em. Ngoài nó có ngọt không? Vịt lai nó có mềm á. Nó mềm dẻo luôn. Này mình làm khóm với ớt thôi. Khóm ớt luôn. Ớt nó ra là mềm. Ừ, khóm à. Khóm dính vô đằng kia. Mềm mỡ béo rồi. Quá như cái cánh rồi. Cánh nó béo mà nó mềm á. Nó mềm sậm luôn ha. Ngoài nghe không? Nó gần 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 này nè. Như cà ngon nhất là mấy cái gần này. Thịt ít mà gần ngon lắm. Sướng tả rồi. Nó sướng giống như sức mía. Cái trường nó cũng có mềm. Nhìn cá nó vàng nó đầy nó ngon. Nó thơm. Nó thơm mới ghê luôn. Cho mình xả. Ủa. Cái này mà ốp muối vô rồi mình chấm muối chi nữa ta. Mà chấm nó ngon hơn. Cắm vừa nó vừa nóng nóng nó thơm mùi chả tới. Cái là cái ngộ ha, nó không có đường trường cha, nó có đường sống mà không có đường trường ha. Có ít có trong phòng anh có đâu nè con này, nó có mấy gọng nè con này có đâu ủa không từ thường dọn không. Cái khúc này nhất ít gặp cái lộc đến, nhưng mà tới mùa khô gặp nhiều mà cá bự. Mùa này cá không bự, mùa này cá nhỏ nhỏ không. Mùa khô quá nhất là cỡ tháng 2, tháng 3 con nào cũng thấy bành bành con cả con đó, màu đó cả ký không á. Cỡ đó là mình đặt là mình đi chạy cũng có ăn nhiều luôn. Mà cỡ đó làm cái gì cũng có dễ kiếm ăn, cá ớt đây là khó kiếm thôi chứ cá ở đường đây. Biết là cá được kiếm, cá được kiếm nhiều. Nhớ là hồi năm rồi mình chạy chạy cái một tuần quay cá được kiếm không? Chạy một thôi. Ở đây hầm. Chạy chạy một đâu 40-50 con như cá được kiếm nha. Nó gom tại chỗ nữa. Chỗ bậc cấp nó ở bậc cấp nó có người hỏi mày nữa chạy đâu cho người ta chạy chỉ người ta chạy với đâu chỉ hết sao. Tao tấm nó cực khổ quá con.
lại đây đi. Chấm gần con cái cực 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 khổ quá. Con cà chớn mới lại tới gần đó cái bắt đầu những bài đi, nó không cho mình, nó không cho mình ăn nào, nó đậu đây nhấp cái nhậu rồi kinh nhấp cái đậu này nhấp cái hồi quay trở lại giờ đi cái nó quay ngược lại rồi tôi đúng cùng nó thấy đi ngược lại mấy con đó nó gần bể rồi đó, nó bay tới bay luôn, bay tới bay luôn hoài nhớ còn cặp cái bữa nay không con trắng á, nó đậu tới đậu lùi đậu tới đậu lùi tới rồi quay lại. Rồi. Đây. Con này cũng đẹp lắm. Thấy thấy nè. Ba cái bộ à, cái mỡ. Không biết cắn chỗ nào luôn. Cắn đùi. Thật mềm luôn. Mềm xèo luôn. Mềm hơn cái gì hết luôn. Bình thường ớt không ớt lại mềm mà. Có gì chua cho nữa, một thứ gì chưa nói. Lại nó có hên xui, có con nó mình sống mà có con nó cũng dài thấy bà. Con già sống lâu năm. Con có con nó sống cả chục năm, có con nó mới sống rồi mấy tháng. Con già dài. Cả trần trần mồi trần rất lại rồi. Ớt thịt nhiều. Nè con này con đực nè. Thấy không? Thấy con đực rõ ràng không? Đặc biệt đó đó. Cái người phải ăn cái nhỏ nhỏ nha.
cái béo, béo hơn con cá bự. Cái này thấy nhỏ nhỏ vậy không? Cái này nhỏ nhỏ mà. Lấy nước lên nhỏ nhỏ. Nó giật con, nó giật cái nó là bự. Cái xuống kinh. Cái nước lên là cái lẻ. Lẻ nhiều quá. Rồi cái nhỏ. Cái lọc kiến chứ em thấy nó đẻ quanh năm luôn, chứ đâu phải nước lên nó đẻ. Ăn khô anh thấy không, lại mấy cái hang mò vô cái là đậu trứng, có hàng là hai bậu trứng nữa. Đúng rồi. Lúc nào cũng có trứng. Nó vô nó trà trộn. Vô trà trộn nhau đẻ rồi chui ra chui vô. Trứng của anh là dạng eo rồi, đồng đồng. Có mùa nó có mùa. Rồi hút cá, hút trứng á, chim bột. À không. À ở trong cái ở trong con cá thì bắt ăn được, chứ còn mà trứng nó đẻ ngoài không ăn. Rồi giờ ngoài nó cái kiểu giống như nó hồi nước thấm nước á, ở trong trứng thì được, ở trong bụng mình ăn cho mình ăn, trong bụng là làm ăn được, còn ở ngoài thôi. Nó một cái kiến nhiều nhiều quá, thấy trứng mình thấy chật thằng anh không biết. Cái hầm sụ ăn cao kiến đã chành cũng ngon mà. Người ta cho tôm sống nha. Có chân đế cho bạn hả Thơm? Thơm một chân đế với chả ba cháy luôn, mùi chân đáy đi xả. Sao phải xả? Đúng rồi, cái mùi chân đáy lớp giỏi rồi, mùi chân đáy xả, đúng rồi. Cái này là cái mía này là mía đường nha, cho khỏi mía chiều mà đó. Cái mía đường thì nó cứng, mía chiều nó mềm lắm. Mía đường cứng lắm. Còn sức đi. Cái thịt mình nó ngon thôi. Béo. Nó có gần. Ăn lâu càng thịt nhiều á. Rú ở lỡ thịt mà không ăn cái giờ cái miệng bọc. Bấm lúc đấy luôn. Cái ở trong nó ngọt, dữ lắm nó ngọt luôn. Cái nước khớm nó vô. Mấy dịch này theo kinh nghiệm thì anh đi là lúc mà có gió, vô có gió là trời nào mình dễ mình bắt nó hơn nè. Trời có gió mà gió vừa vừa thôi, gió bớt sóng mà. Gió này mình quay đi mà gió ngợt còn cái ha. Uống nước không? Uống nước còn lỗ mũi vậy gì? Cái bụng phình lên vậy là có khát nước, không có khát nước. Thì đây thì sống đặc à, uống nước bằng lỗ mũi rồi. Tại vì nó ập vô, ập vô cái lỗ mũi mình ngang mấy nước á. Căng luôn á, đang hít vô là cái hít vô được không? Rồi đập cái đây mình không cần tới đó. Thì đầm cái bằng nước gì cái sống vô cái có một bữa cái đi lên luôn. Có bữa gần tới nó cũng chặt. Chậu ra chắc uống nước cũng đỡ rồi. Bữa mới xuống là bước lại. Vừa bước xuống là thấy uống có nhầm bữa của cũng gần tới ta. Có như sóng dập mà đi ngang á. Vậy là cái đúng nữa. Cái gió gì là nó gió nó lùa nước chứ là không. Nước cho cái thì cái sư phụ mặt nước vậy sư phụ đi tới thì dập luôn. Ập ngược vô mặt đây cái gì xuống xuống cuốn vô gì hoài nè. Có gió nó dập vô cái gần sóng á, sóng lượng lượng à. Đi ngang thì nó đỡ hơn. Gió nhẹ nhẹ chút nữa thì mình bắt nó dễ hơn gió này ha. Gió này hiện tại rồi sóng cũng có sóng mà sóng vừa phải rồi, sóng là sóng quá bự rồi. Này quá sóng. Sóng này ở đây tại vì mấy anh em mình như
đang ở trong cái bờ kinh nó chặn lại chứ không hồi đâu mà kia là dữ lắm á. À, chống cái này nè, chống gì nè, là mình đưa bữa trẻ gì là nó giật lên. Nhặt lên, sư phụ khi sư phụ bắn ra thì nó giật lên. Mình nhắm dùng. Là mình nhắm là chính xác rồi phải không? Rồi tới nói thì mình vẫn ước ngang gì nè. Sống nó đẩy. Sống là mình nghe mình nghe gì phải không? Phải nó sống nhẹ thì mình nghe gì mà coi cái lượng sống mình mà bóp coi là nó gì nè. Cái sống nó giật mũi chẻ mình lên. Sống đẩy chẻ mình lên. Này dễ hơn nè sư phụ, nó cậy nó đi. Cái nó khô quá, cái này dễ hơn. Có lăn tăng thì nó dễ đi, dễ tiếp cận hơn sư phụ. Đứng gió khó à. Cái cục là cục con chuột à. Cánh chuột trên đây nè. Ở trên này là nó thịt nó nhiều, nó dẻ nữa, mà nó dai nữa. Ăn chứ biết chưa hả? Nó hoạt động nó bay nhiều quá. Không nổi chuột giống như mình đó. À, mình cổ quá. Cái bộ môn mà đi bắt vịt lai này á, thì bảo đảm 10 người là hết 10, không có ông nào mà nói mà không có uống nước á, bằng lỗ mũi vậy. Kêu mà ông đó bằng sư phụ. Vì bằng sư tổ luôn. Tổ vịt lai luôn. Đây mình đây là mình là sư phụ vịt lai rồi. Ông mà không uống nước bằng lỗ mũi kêu mà ông đó là sư phụ. À, nó nhiều khi dù cho mình đánh giá cỡ nào cũng hít vô à. Tại vì mình đang đi cái mình hít vô thở ra thì nó mệt mệt rồi. Cái lượng sống bất ngờ lắm cưng ơi. Tại cưng ơi thấy gió vậy đó ha. Cái loại này cái lượng sống nhỏ vậy nè, không có phải không? Nó bất ngờ cái lượng gió nó lên nên lượng sống nó lớn. Bất ngờ. Nín không kia chịu không nổi. Vừa mới thở ra thì hít vô rồi. Rồi. Lụm liền. Có gì là xuống ngay cái hố luôn. Ừ. Đang lội vậy mà tự nhiên sập xuống cái hố rồi cái ực nó chớ giới mà dưới lạnh giận không? Ừ. Lạnh hơn nước đá mà lạnh kìa kiểu lạnh kỳ cục lắm. Nếu trong động nước không mình đâu biết đâu. Cái chỗ mà người ta lấy rồi á. Mình chờ. Đâu có nghĩ là chỗ đó có đâu. Đây nó có bằng gan. Rồi xuống cái dính giờ cũng bỏ luôn. Chơi với lo mà trời nên không kẹp chứ. Mà chơi từ ghét cũng quen. Hay chứ nếu mà chưa từng tiếp xúc lần nào cái cảnh đó ha, là giật mình giật mình. Ừ. Sao không chừng xỉu nhào ngay xỉu luôn. Cưng nhớ là hồi năm rồi hay gì đó, năm rồi. Cưng có nhớ hồi năm rồi mà cưng chăn chỗ cây gáo không? Ừ. Cưng thấy anh không? Đừng đứng ngang đây nè. Nó quay ngang mất tiêu cái đầu. Dính rồi lại chụp. Rồi cứ chụp xuống cái dối lạnh cái bự làm buồn ra kêu bài tốt á. Thấy chưa? Thấy. Cái cảnh nó hoài luôn á. Tại như khi đang bước gì nó sập xuống cái đầu chế giới rồi. Nó hết hồn. Cái này nó chịu à. Ăn với sư phụ đó. Để cắt cho nó. Nãy giờ không ăn cái đùi nè, nó ăn cái ớt không mà nó dai. Ăn cái đùi nó mới ngon. Giống như hết giờ nó ăn đùi vậy. Tính nè. Đưa cậu cháu này cái đó đi, đưa cậu cháu cái đó. Đưa cậu cháu cái này đi. Nó quen một cái tập. Con này chắc cứng à. Nãy giờ thấy mấy cái xích quách có cái nó mềm, có cái nó cứng là chắc đi, có con mềm con cứng á. Con già cũng ngon, con già. Ừ, mấy em lâu năm. Có gì nữa không Thương? Mềm à? Thấy mềm á. Thôi mềm. Ừ.
sợn thôi. Mềm không? Tính dài dài thôi, chọn tới tới mềm ha, mình cảm. Cô ăn cái đùi á, không phải bằng cái gì nè. Biết gì không? Thường nó không có sỏi vô, cũng có cái mỏ của mình. Mềm à? Xé được luôn à. Chứ con ăn mà con xé không có ngon, con cạp nó ngon hơn. Nước nó khô cái đây rồi.